Thưa quý vị và tất cả các bạn, tạm biệt năm Mậu Tuất, chúng ta đến với một năm mới đầy hy vọng, năm Kỷ Hợi. Nhân dịp đón mùa xuân mới, trang YouTube, trang Facebook Sông Nga xin được kính chúc tất cả quý vị và các bạn, người người, nhà nhà có một năm mới tràn đầy sức khỏe, thành công, thịnh vượng, an lành và hạnh phúc. Nhân đây, tôi cũng xin được chúc tất cả những người yêu mến bộ môn nghệ thuật truyền thống nói chung và đặc biệt là bộ môn nghệ thuật chèo nói riêng có một năm mới đầy nhiệt huyết, đoàn kết, ngày càng có nhiều đóng góp hơn nữa để cùng nhau gìn giữ những truyền thống quý báu của các lớp thế hệ đi trước đã dày công sưu tầm, nâng niu, trau chuốt và để lại cho chúng ta ngày hôm nay. Cũng trong dịp mừng xuân mới này, tôi xin được thay mặt cho những người làm công tác hậu trường, đó là các tác giả, các soạn giả, đội ngũ những người cô bơ viết nhạc, những người dựng phim, những người chuyên làm karaoke, xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả quý vị và các bạn. Thời gian qua đã luôn đồng hành, cổ vũ, động viên để chúng tôi có thêm động lực và phấn đấu cho những gì còn đang ở phía trước. Với chúng ta, tôi và tất cả các bạn hãy để cho năm cũ kết thúc và chúng ta đón chào một năm mới với những khát vọng mới, mục tiêu mới và quyết tâm mới. Cho tôi được gửi lời chào thân ái, đoàn kết và phát triển. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn.